mày bán quất trên TikTok mày bán nhiều như thế, mày cứ đi hỏi. Người ta đôi khi người ta biết cái giọng mình. Ở cái giọng mình nó cũng đặc biệt. Xong rồi cái tóc này nhuộm vàng. Mà nhiều khi mình quay gọi là quay cho quê hương đấy, ông nào mua lẻ ra đây ấy, nhưng mà đi hỏi giá mà phát là nhiều người người ta có cái ấy không hay. Mà cái nàng quất cũng thế, nhiều người đã biết mình. Mình hỏi giá hỏi riếc mà đăng như thế này là người ta cũng không ấy. Đấy, người về nữa đấy. Cuối tuần cho trẻ con đây này, con nhìn các em các kia kìa, nhiều người ta đi như thế kia, người ta vui vẻ như thế kia cơ mà. Mặt mày cứ xị lên thế nhỉ? Chán lắm. Chán lắm á? Thế con thích làm thế nào để cho đỡ chán? Không có cái nào. Nghịch lên đây này. Cát kiếc đây. Bố cái bọn này gọi là siêu nhân gạo này. Cái giọng của mình nó dễ bị nhận dạng. Cho nên là các ông ấy mua quất hoặc buôn quất, các ông ấy biết mình là nó không hay. Hỏi giá hỏi riết nữa mệt. Ông quay để cho mọi người đến, mọi người đi mua. Có cái không khí Tết đây, mọi người đây là dựng cái nán với cả dựng cái ấy này đấy. Để có cái mà ngủ mấy cả ngồi uống nước rồi các thứ đây bên như bên kia kìa. Đấy. Về không khí Tết nó vui vẻ như thế này. Về sớm nhá mọi người, về sớm nhá. Hình như là đi từ nơi xa đến. Đi mua hải sản nhá, đi mua hải sản nhá. Đi mua hải sản nhá. Mua cua nhá. Mua hải sản thì có thi ăn à? Có thi ăn. Nói chung là hình như là mọi người về muộn là bị cách ly ở nhà, hình như là ở các cái vùng đỏ mấy vùng gì ấy là bị cách ly 7 ngày hay sao ấy. Đó nên về sớm. Đi, cái là vôi bột bẩn tay. Vôi bột này. Đi ra kia xem có cái gì để mua về ăn à. Nguyên nó không ăn được cua mấy cái à. Gần như cái con đào này nó xù xì đẹp này. Xù xì tay. Khi mà có điều kiện rồi tôi không nghĩ đến cái việc mà mua từ 28, 29 Tết đâu. Mua phải mua sớm. Đẹp à? Ấy. Tôi để cho bọn trẻ con nó đi chơi đây. Con này đẹp nhỉ, con này to. Để cho các cây xăng vào mua. Con như con này con đào phai. Thường là các cái năm ngày xưa nha thì là người ta thích cái đào màu đỏ này hơn là cái đào phai. Đây. Vui à? Đấy, bắt đầu từ bây giờ đi rồi nên là người ta vui như thế này. Thấy Tết chưa? Mọi người thấy Tết chưa? Dạo rực chưa? Đó, đôi khi cho bọn trẻ con nó đi để cho nó có cái không khí Tết. Nhưng mà bọn này mà nghiện điện thoại với cả các thứ rồi. Nhìn thấy biết cây này là cây gì chưa? Cây gì? À cây đào à? Biết rồi. Hoa đào thì vậy thì biết chứ. À biết hoa đào cơ à? Hoa đào hồng hồng. À. Chợ hoa Tết. Ôi được rồi, cảm ơn mọi người nhá. Chắc là ngày mai còn ở bên kia nữa nhỉ. Mấy hôm nữa tầm 23 là bắt đầu đông lắm. Nay 21 rồi, ngày mai 22 rồi. Bắt đầu tấp lập. Người ta ấy cái này để cho nó đỡ ướt mà. Đỡ trúng. Tết là muốn có hoa đào là màu hồng thôi. Tôi về đến nơi rồi còn chia sẻ video. Đấy, các con nó xu hướng là các con dáng trực như thế này này. Đâu thấy ông kia chia sẻ xong rồi lại lên 70 mắt sai xem lại cố gắng lại. Cái việc mà cái cây chuẩn Tết thì như con thằng Nập là nó cứ nhú rồi, nhưng còn các cái cây mà nó nở hoa như này rồi. Mai lên kia phát cho mọi người mộc lan với mai vàng. Giá nó thì có lẽ là giá nó rẻ hơn, nhưng mà thực ra là toàn số lượng thôi, giá số lượng thôi. Ở đây là người ta bán lẻ. Tôi có cạnh tranh với các ông bán lẻ đâu. Mình chỉ biết là đấy cái giá số lượng ai mua được thì mua. Chứ còn nếu mà người ta mà mua lẻ tôi cũng bảo tôi không bán. Bận lắm. Mọi người về đến tận nơi để mọi người chọn xong rồi mọi người mua xong rồi mặc cả. Đấy không? Tỏ. Cành đào. Ây tỏ. Đấy không? Ui như Tết. Cà phê em là khoảng mai ngày kia là có xe thôi, vì xe thì chỉ đi Hải Phương em nhiều mà. Cảm ơn mọi người nha.